Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Ăn Lúa Miền Tây nha. Thì rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay. Thì cả nhà ơi, thấy cái cảnh này nó quen quen không? Thì đây là một cái ao mà của anh Tuấn các bạn, dùng để nuôi ếch nha. Thì hôm trước mình có chia sẻ một cái video là cho ếch ăn và cái những cái kinh nghiệm mà anh Tuấn đã chia nuôi ếch thành công. Đó, thì mấy hôm trước các bạn, thì ở cái ao này thì ếch nhiều lắm các bạn, đầy những cái mùa ếch luôn. Thì cách nay cũng khoảng 2 ngày, anh Tuấn đã kêu thương lái và bán hết ếch thịt rồi các bạn. Thì cái giá ếch thịt mà anh Tuấn bán là khoảng 46.000 nha cả nhà. Thì cái giá này nói chung là anh Tuấn có lời luôn, tổng với tỷ luôn là khoảng 80 mấy triệu các bạn. Thì cái ao này thì sau khi bán thì cá dồ, cá tra các bạn còn dưới đây rất nhiều. Thì hôm nay anh Tuấn kêu lái lại cân cá tra nè. Đó, thì giá cá tra này mình không biết bao nhiêu, nhưng mà cái lượng cá tra dưới ao này rất nhiều nha các bạn. Đó, thì như các bạn ở miền Tây cũng đã biết thì cái nghề nuôi ếch của người miền Tây các bạn thì cũng mấy năm nay nó cũng không được thuận lợi mấy. Thì do một phần cũng là do dịch Covid, rồi một phần cũng là giá nó không được cao. Thì chỉ giá cái ếch chỉ nhích lên cũng gần đây các bạn, thì chủ yếu là nhờ nuôi kèm thêm cá tra với ao các bạn để bán. Nói chung thì anh Tuấn anh nuôi ếch cũng khoảng 4-5 năm rồi các bạn, thì kinh nghiệm cũng có. Thì nói lỗ thì không có lỗ, nhưng mà nói chung cũng đủ sống thôi. Đó, chủ yếu thì đợt này nè các bạn, thì giá ếch nó có cao một chút nên anh Tuấn cũng có lời được chút chút. Và đợt này anh Tuấn bán là cũng được khoảng 8 mấy triệu các bạn. Thì cái còn lại những con cá tra dưới ao mẹ thì anh Tuấn bán thì nó cộng thêm cái phần lãi thêm các bạn. Thì các bạn biết thì ngoài nữa thì lại một phần, còn một phần là chủ yếu là nhờ cái lượng cá tra dưới ao sau khi mà mình cho ăn thức ăn dư thừa, những con cá tra nó ăn luôn, nó lớn lên nó thành cá tra thương phẩm luôn ha. Rồi sau khi bán ếch thì mình sẽ bán luôn những con cá tra này các bạn. Thì hôm trước anh Tuấn đã bán và cái lời đã có được rồi. Thì hôm nay cái lượng cá tra với cá nuôi trong ao này thì anh Tuấn sẽ bán tiếp theo, thì cái tiền lời nó sẽ thêm một chút nữa. Rồi, thì hiện tại mọi người kéo lên xong nè. Thì đây cũng là cái mẻ lưới cuối cùng các bạn. Thì do khi mà anh Tuấn con cá mà đi làm á, mình không có quay kịp. Thì khi mình về thì mọi người cũng kéo gần xong các bạn. Thì còn đây là mẻ lưới cuối cùng nha các bạn. Còn cá thì rất nhiều ha. Thì nếu mà phải như mình đến hồi đầu thì cá chất lượng cá rất nhiều các bạn. Thì do mình đến trễ á, nên lượng cá cũng còn không nhiều. Nhưng mà mình cũng sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh mà người nông dân mình á thu hoạch cá bằng lưới gùng như bạn. Thì đây là một loại lưới lớn dùng để bắt những cái trên những cái ao rộng các bạn, hay là những cái trên những cái sông á. Thì nói chung thì đây là một cái loại lưới lớn dùng để đánh bắt cá được rất nhiều các bạn. Thì các bạn cũng đã coi cái kênh YouTube thì các bạn biết là người ta đánh bắt cá lưới gùng á trên những con sông á, trên những cái đám bình hay cỏ thì được cá rất nhiều. Rồi ok các bạn ơi, thì sau khi mà mấy anh á kéo lưới vô tới bờ thì mấy anh tiến hành thu gọn lưới lại để dồn cá lên quạt. Thì sau khi mà dồn cá lại thì mọi người sẽ kéo cái miếng lưới về góc này để mà bắt đầu tiến hành bắt cá vô sọt để mà cân nha các bạn. Thì nói chung cái cảnh mà bắt cá bằng lưới rùng hay là cân cá thì đó giờ mình cũng ít thấy các bạn. Thì hôm nay mình thấy có điều lý thú đó. Thì đây đó, mấy anh sau khi mà kéo lưới lại ha, thì mấy anh sẽ làm những cái độc á, đưa những cái miếng dán xuống để hai bên có hai miếng dán nè, để mấy anh xuống mấy anh bắt cá, xong rồi mấy anh đinh cá lên mấy anh cân ha. Thì mới đầu các bạn mình cứ tưởng là mấy anh sẽ bắt cá ngay cái chỗ mà kéo vô bờ ngay nãy luôn các bạn, thì mọi người sẽ đưa sọt xuống mọi người cân rồi lại cân luôn các bạn. Nhưng mà không ngờ khi mà các anh mấy anh kéo lại đây mình mới thấy nó có một cái điều lý thú nữa. Đòn cá nhảy ra là sẽ có một cái đòn để ngang như thế này ha. Đó, rồi mình sẽ móc vô hai đầu của mấy cái nọc để mà giữ cho lưới nó cao lên. Đó, rồi có một cái cây sào như thế này các bạn. Thì mọi người sẽ xỏ ngang ở dưới thân lưới á để mà dồn cá lại.
và sẽ bắt lên cái cây chéo chéo nọc này các bạn. Đó, để mà dồn cá mà thu lưới gần rồi bắt cá đẩy vô sọt rồi lên cân các bạn. Thì nãy giờ mình thấy cái cây này, cái sào này mình cứ tưởng là cây cầm của mấy cái mùng lưới ai ngờ là cây sào này là dùng để cho mấy anh đó sọt ngang với thân của cái tay lưới gục đó, để mà dồn cá lại đó. Mấy anh kéo rất chuyên nghiệp các bạn. Thì chắc là mấy anh cũng đi bắt cá ở nhiều nơi các bạn. Thì các bạn ơi, nói chung là mấy anh cũng ở gần đây không các bạn. Thì nói chung là mấy anh cũng làm nghề nuôi ếch và nuôi cá như thế này. Thì mỗi lần mà mình cân cá các bạn, thì do nông dân mình á, hiện nhà chỉ có người hay người thôi. Đó nên mọi người sẽ bắt chân công với nhau. Như tỷ mỗi người một hôm nay thì anh Tuấn bán ếch với bán cá. Thì mấy anh này sẽ lại phụ bắt phụ. Còn 21 tới mấy anh này bán thì anh Tuấn sẽ là phụ dần công như các bạn. Đó, nói chung là người nông dân mình cũng vui vẻ hòa đồng và thích giúp đỡ nhau các bạn. Đó, thì cá lớn không nè các bạn. Thì hôm trước mà anh Tuấn có cho mình một con cá trong cái ao này nè. Thì về mình cân cũng khoảng 5 ký mấy, gần 6 ký các bạn. Đó, thì con cá cha đó thì mình làm lẩu nước giấm các bạn, ngon ghê luôn á. Thôi thôi, con cá giò nó bự. Hay ha. Thì cái mẹ lưới này nói chung là cái mẹ lưới cuối cùng các bạn ơi. Thì do mấy cái mẹ lưới trước mình không có quay được, mình mới vừa là lại thì anh Tuấn đã cất cái ao lên cũng gần xong rồi. Đó, thì cá trong ao cũng rất nhiều các bạn. Thì cá giò con nào mấy cá lớn luôn. Bây giờ mấy anh đang sàng cá lại các bạn, lựa ra cá nào lớn cá nào nhỏ với các loại cá. Như ở đây mình thấy có cá tra với cá hường. Đó, cá hường là nhiều. Đó, với cá sặc gần các bạn. Rồi đây mình lại quay cho bạn xem cái sọt này nó được bao nhiêu ký các bạn. Đây bốn mấy ký. Quay chưa? Quay chưa? Hả? Đó, rồi rồi. Cân người ta chuẩn con phải không? Hả? Chuẩn con phải không? Trừ hao là cái sọt nha các bạn. Bắt đầu lên cái sọt rồi cái cá rồi cá này cái 4-5 ký luôn. Thấy con cá lớn à. Rồi cá này nó kinh khủng luôn bự. Ôi, nó quậy nó vậy nè. Bông giục tan con bún. Nói chung là thì đây cũng là chỉ ao nuôi ếch. Thì cá tra, cái lượng cá tra nuôi cũng không có nhiều các bạn. Không bằng cái ao mà ao lớn là nuôi cá tra thật không có bán luôn nha. Kèm theo với nguồn ếch để mà nuôi cá tra không nhiều bằng những cá tra lớn. Nhưng nói chung thì cá tra nó nuôi kèm cá tra lớn. Con đó nó được bắt. Con già không luôn. Bắt lại vô nó thảy ra con cho. Đây. Đây con lại về đi vào đây. Thả ra hầm cho con đi. Thả ra mấy con rồi khỏi chưa cho lấy nữa nhậu quá vậy. Con sót lại chứ. Cái nhỏ còn bự. Rồi tiếp tục làm sọt nữa như cả nhà. Sọt này cá lớn lựa ra cá lớn hết trơn. Sọt có hai cây thôi. Cá lông cũng bự ra đây luôn á. Bắt lại con anh Tuấn thả để dành mai mốt vét đè lại các bạn. Dưới đây còn cá bự rất nhiều nha. Sau khi mà lựa cá tra thì mọi người bắt đầu lựa cá hường. Đây anh Tú đang chuẩn bị cho lên cái sọt cá hường này. Cá hường đây cái cá bự không phải nhà luôn. Cho bàn tay mình không. Cá hường thì sau khi mà cho lên sọt thì mình sẽ bỏ chung nước luôn đó nha. Thì nói chung là ông lựa chồng nữa không? Ông cây với tân mẹ. Cái cân người ta rồi chỉ hồi người ta cân ra người ta trừ lại. Còn cá hường nó đẹp nó ghê luôn các bạn. Con bự luôn. Đó, lột con rồi. Đây là những cái con cá tra còn nhỏ ha. Người ta đã lựa ra sẵn nè, người ta đem lên ta cân luôn. Đó. Sau khi mà cân xong thì sẽ có một cái xe để mà thảy lên xong rồi chở ra ngoài cái ghe ngoài đây các bạn. Cái ghe này dùng để vô mấy cái sông nhỏ mới bắt cá, rộng cá trong đây rồi cho cá nó sống luôn nha các bạn. Đây để mình ra mình quay cho các bạn xem.
Nói chung đó giờ mình cũng ít quay cái những cái ghe như thế này ha. Đây là anh chủ đang đợi người ta đợi cho cái này là cái giò xuống đây luôn rồi đó ha. Nói chung là nãy giờ cân ca cũng muốn xong các bạn, thì còn mẻ cuối cùng à. Để mình xuống quay cho các bạn ha. Thì mình thấy cái ghe này nó có nhiều khoang đó, khoang chứa nè, chắc người ta ngăn ra để phân loại từng loại cá. Đây cái khoang đầu tiên nè, cá hường quá trời luôn nè. Ồ, cá hường nó đẹp không nổi rồi, con bự không à. Đây là cá sặc, cá sặc trời ơi, cá sặc gần nha, mấy thứ già luôn. Còn đây, đây là cái khoang dành cho những con cá dồ đó các bạn. Cá dồ này cũng gần xong rồi. Còn cá hường này. Có cái này mình lấy nhiêu ký anh? Cá trà mình thu vô nhiêu? 17-18. Rồi thì để mình tiếp tục mình vào bên trong để mình quay tiếp các bạn xem. Bây giờ mấy anh cân cá lựa cá cũng nãy giờ cũng mình xong các bạn. Thì đây có hai anh ngồi để lựa cá ha, còn hai anh còn lại sẽ ghinh, còn sẽ phân công cho mấy người, một số người như hai ba người vậy đó để chở cá đi xuống ghe. Cái ao của anh Tấn cũng rộng các bạn, nhưng mà cái lượng cá tra anh Tấn trước chúng chia sẻ là có mấy ngàn con thì mạnh ghê. Cá thả thì nói chung là cá thả nuôi theo ăn kèm theo ếch á, nên nó lớn không nằm đều á, thì nên khi mà khi cân người ta cũng cân. Ở đây cá thì nói chung nó cũng có nhiều loại các bạn, cá lớn, cá nhỏ, rồi có cá hường, rồi có thắt lát nữa cả, cá lát bông à. Cái này cá kia thì sau khi mà mình cất cá lên á thì số lượng cá còn sót còn lại á thì mốt anh Tấn sẽ xử lý xong rồi anh Tấn mới bắt đầu anh Tấn thả lại cá và hết con luôn rồi. Đây rồi mình đường xong rồi. Thì nói chung thì cá lớn mình sẽ lựa ra trước, cầu lựa ra hơn. Cá con nào con nấy bự bự không ngồi. Thì bữa hổm anh Tấn cho mình con cá mình thấy ngon quá nên mình cái bữa hổm mình quay cái mồng ếch các bạn. Thì mình có dặn anh Tấn là để cho mình lựa cho mình một con cá lớn để mình ăn các bạn. Thì cũng trùng hợp các bạn ơi, thì sẵn tiện nay anh Tấn bán cái ao cá nè. Đó, thì anh Tấn có kêu mình lên. Mọi người sẽ sau khi để lên á, mọi người để lên xe xong chở ra ngoài cái ghe ngoài kia để đậu khác xuống ha. Thôi con cá dồ được rồi, chịu cái dồ đó làm lẩu rồi. Có con anh chưa đắng rồi. Cá dồ đó cũng cái 5-6 kg. Nó bự kinh khủng rồi chứ. Bỏ đoạn này nè, bỏ một canh đi chạy. Mới bỏ vô đó. Còn đợt cái này cái nhỏ.
Nãy cho cái, nãy là tặng cái dầu 5-7 kg tao không nói. Cái thời lắm sao tôi không lấy bác. Cái đó là cho công đoàn ăn nghe. Vậy hả? Có một con mà. Nói chung nha, buôn bán thì chính mấy nhà thì chúng ta đó thì mới lấy cái loại. Nãy giờ lựa mấy con cá cha lớn các bạn, lựa cân xong rồi. Giờ còn sàng lại mấy con cá nhỏ, cá cha nhỏ này với cá hồn. Giờ còn nhiều rồi, cá hồn các bạn, cá sạc răng. Thứ gì? Lắp cho nó con đi. Khi mà mua, người ta mua hết luôn cái ao luôn các bạn. Chứ người ta không có cho mà chia cho ai mà mua lẻ lẻ nha. Mão là mua cái... Có việc đó. Trung bình, cái giá cá lớn cá nhỏ luôn các bạn. Con nào cũng mấy bự bự không nè. Khi lựa cá ra về cái bắt đầu cần xong rồi chào xuống ghe. Mới nãy mình đã quay cho bạn thì có Phan á, chia Phan các bạn. Mấy anh sẽ đổ vô đó gồng cá và đem đi cân lại cho các dừa cá lớn. Đây là cá sạc rằn ha. Thì chuẩn bị lên cái sọt cá. Thôi, cá hồn là xấu thứ già lắm. Cá hồn, cá đu hồng khác nha các bạn. Cá hồn thì thịt nó sẽ ngon hơn cá đu hồng, nhưng mà cá đu hồng con nó sẽ lớn hơn nhiều. Cá hồn thì nuôi nó lâu lắm các bạn. Thì khoảng 6 tháng các bạn mình đến trắng chơi á. Thì lúc thả cái hồn xuống, cá hồn con nào cũng lấy cũng nhỏ nhỏ không các bạn ơi. Thì nay cũng gần hơn nửa năm mà cá nó bự cái vậy nè, ngon lắm. Rồi nó thắm tươi luôn. Con nào nó bự cho bá cả cỡ bàn tay mình không luôn á. Này lựa ra mấy cá sạc viên mà này lựa ra viên. Này để mình coi cái sọt này cân được bao nhiêu nha. 45. Sọt này nó cũng 46. 45 trừ nước phải không? Trừ nước còn 25. 45. Nãy giờ nó có tưởng của ông nhỏ không dám lại bắt luôn đó. Đây nãy tưởng đâu là nãy lên bắt cái rộng thôi, chứ đâu có sự. Nhỏ nãy giờ nhỏ không dám bắt luôn đó. Đây cả nhà, đây là cái sọt cá sạc rằn. Con nào mới chẳng chẳng không nè. Chung anh Tuấn anh nuôi kèm thêm thay cả nhà chứ không có nuôi cá này nhiều. Mà thả một số, chỗ này chỗ kia vậy đó. Anh Tuấn cần bán luôn. Còn lại một số cá hồn dưới đây mấy anh đang lựa ra xong rồi. Thì anh Tuấn có chừa lại mình. Anh Tuấn anh mới bắt kia rồi. Kìa các bạn. Thì để hồi mình vô mình quay cho các bạn xem. Cá trà rừng đổng chừa cũng không có nhiều các bạn, khoảng 6 con gì. À, tính nói trong kia đó nên mình cũng chưa thấy nữa, để họ mình vô đổ nước vô cháu cũng sợ con cá cha đặc khẩu mình tính cho mình các bạn. Nói chung cá cha thịt nó cá cha lớn nha, thịt nó dai mình làm lẩu ngon các bạn. Thôi lên đi, có nước được không, cấu lên các bạn. Cái can này xong lượng nước luôn là khoảng 2 kg. Sau khi ấy xong người ta để qua bên, người ta sẽ đổ cá vô và bắt đầu cân. Cắt đậu riêng rồi cá thường phải riêng các bạn. Ây dạ. Rồi ok các nhà ơi, cá vô khổng lồ. Cha anh Tuấn chờ lại để ăn ha. Con này ít nhất cũng cỡ 5 kg nha cả nhà. Đặc phẩm anh Tuấn có cho mình một con như vậy nè, bự. Mình cần thử cỡ 5 kg. Con này bự quá chắc bỏ bao Tuấn ơi chứ. Không ngồi luôn. Cỡ cái thùng 3 lít. Đấy là hồi nó quậy không đó. Đó vô không vừa luôn rồi thấy không? Rồi. 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 Giật lẹ liền. Giật lẹ. Rồi cảm ơn anh Tuấn. Nó ngậm đó. Cái gì không sao đâu. Nó quay cái đầu lại. Nó lụm rồi. Quay đầu lại giùm nè. Ừ.
bự quá bự rồi. Bự hơn cái này. Ok đi. Dạ. Vậy chứ nó lật không được rồi. Không lật không được, quá bự rồi. Rồi, cảm ơn. Còn 2, 3, 4, 5 con khủng. Rồi cả nhà ơi, chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video của mình ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.